50 này ra cam ra rộng ra. Đó 50 nha các bạn. Đó. Còn đế trên này. Không có thước dây khó đâu. Đế trên thì tầm 30. Rồi cây này cũng được ghép giống cúc sáu phương luôn. Những cây lớn là cây lớn tiền nè. Mình toàn ghép giống cúc sáu phương thôi. Cúc này là rất là đẹp. Nó như giáo vậy nhưng mà rất là rực rỡ nha. À, cúc rất lớn. Hàng hàng bíp. Cây đang ra lọc rất là mạnh. Cành nhánh là giờ là đẹp rồi nha. Không có còn phải can thiệp nè. Đi dây uống sữa gì nữa. Sau này là mình cứ như thế này mà mình bấm chặn ngọn lại. Chặn ngọn lại nha anh em. Cho không cho nó ra dài. Cứ nó ra ngọn mà anh tầm 4-5 lá thì mọi người bấm chặn lại. 3 lá cũng được. Đây, nằm trong một cái chậu ly cổ đẹp này. Độc lập ở chậu này là tầm 30-32. Đế rất lớn nha anh em. Đó. Camera xe ra gần quá. Đấy, đế lớn nha. Cái này báo giá anh em là 4 triệu nha. Anh em nào hợp nhãn thì giao lưu nha. Đấy. Đế đẹp già xù này. Vừa kết hợp xù với u cục quái này. Những cái rễ này nó chạy xuống lòng đất này, nhìn rất đẹp nè anh em. Cái này mình đang phủ sơ dừa, dưỡng ấm. Rễ chạy rất đều. Bao trùm cái miệng chậu luôn nha. Anh em là hợp nhãn thì alo đến số điện thoại 0987 0967 55. Mình là Trương Dẫn, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.